Tên là Tuyết Trang, 57 tuổi. Rồi. Hồi đó làm nghề nhà hàng nhưng mà không có làm bếp, làm trinh san thôi. Rồi. Thì đầu gối thì đau từ lâu rồi nhưng mà mới đây khoảng tháng thì nó bị đau nhiều hơn. Tức là trước đây có bị đau rồi hả? Dạ có bị. Giờ thì tốt lắm rồi. Còn cái lưng thì sao? Dạ cũng đỡ đó thầy. Đỡ rồi hả? Dạ, mình ngồi xuống đứng lên bình thường. Ồ chưa? Dạ. Và, rồi ngồi xuống đứng lên biểu diễn coi sao? Biểu diễn. Đó, ôi trời ơi. Giỏi nha. Ôi. Trời ơi. Rồi thôi, cảm ơn nha. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn thầy nhiều. Thập Chỉ Đạo hay Thập Chỉ Liên Tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.